Bố 9X sốc vì 6 năm nuôi con trai mới phát hiện bệnh viện trả nhầm con. Sáng ngày 11 tháng 7, Bộ Y tế cho biết vừa tiếp nhận đơn kiến nghị của anh Phùng Giang Sơn ở huyện Ba Vì, Hà Nội, khiếu kiện việc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì trao nhầm con cho gia đình sau khi sinh. Sự việc đã xảy ra cách đây 6 năm. Theo đơn kiến nghị của anh Phùng Giang Sơn, sinh năm 1990, trú tại Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội, gửi Bộ Y tế. Sáng ngày 1 tháng 11 năm 2012, vợ anh Sơn vào khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì để sinh con. Khi được nhân viên bệnh viện giao con, vợ chồng anh đã nghi ngờ vì thấy nhầm tã lót của cháu nên có hỏi lại bác sĩ đỡ đẻ, nhưng bác sĩ khẳng định là không nhầm. Từ đó, anh chị đưa con trai về nuôi, nhưng càng lớn thì cháu Phùng Thanh Hát, con trai của anh chị Sơn, càng không có đường nét ngoại hình nào giống bố mẹ, khiến cho mối nghi ngờ của vợ chồng anh bắt đầu xuất hiện trở lại. Cuối cùng, vợ chồng anh quyết định đưa con đi xét nghiệm tại Viện Khoa học Hình sự, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an. Kết quả là cháu Hát không cùng huyết thống với vợ chồng anh Phùng Thanh Sơn. Anh Sơn bức xúc trong lá đơn gửi lên Bộ Y tế. Khi nhận được kết quả, chúng tôi sốc và thấy thương vô cùng hai đứa trẻ. Tất cả chúng tôi đều bị tổn thương quá nhiều vì sự sai sót của bệnh viện đã gây ra cho gia đình. Bức xúc và cảm thấy bị tổn thương quá nhiều vì cho rằng Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì đã sai sót, trao nhầm con cho vợ chồng anh ngay sau khi sinh. Anh Sơn đã gửi đơn thư phản ánh tới bệnh viện và Bộ Y tế. Phía Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã tìm hiểu, thừa nhận có sai sót trong chuyên môn và thống nhất cùng với gia đình, phối hợp giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Sau khi truy xuất lại hồ sơ, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã xác định gia đình chị Vũ Thị Hương, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội là người có khả năng cao bị trao nhầm con. Bệnh viện đã gặp gỡ hai gia đình vào ngày 14 tháng 4 năm 2018 và thống nhất hai gia đình cùng đưa hai cháu đi xét nghiệm ADN tại Viện Khoa học Hình sự. Kết quả cho thấy có sự sai sót trao nhầm con giữa hai gia đình. Anh Sơn cho biết khi khẳng định có sai sót, lãnh đạo bệnh viện cam kết sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm để xảy ra sự việc, đồng thời cam kết trong thời hạn 2 tuần sẽ bằng mọi cách tìm và làm các thủ tục trao trả lại con cho hai gia đình. Tuy nhiên đến nay đã hơn 3 tháng trôi qua, nhưng các cháu của hai gia đình vẫn chưa thể đoàn tụ với nhau. Anh Sơn đề nghị trong đơn, gia đình mong mỏi lực lượng chức năng sớm vào cuộc để sửa chữa việc nhầm lẫn trong quá trình giao con, yêu cầu Bệnh viện Ba Vì bồi thường tổn hại về tinh thần và vật chất theo yêu cầu và sớm có hình thức xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm cũng như trao nhầm con của bệnh viện. Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Bộ Y tế đã chuyển đơn đến Sở Y tế Hà Nội, yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm nếu có của kiếp trực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì và các đơn vị liên quan phải giải quyết dứt điểm vụ việc, các sự cố liên quan, tránh để tình trạng khiếu kiện kéo dài.